Bộ Công an Việt Nam đã từ chối cho nhập cảnh tổng cộng 18 người nước ngoài theo chương trình thị thực điện tử trong 2 năm qua, trong đó có 6 người bị cấm nhập cảnh được cho là vì lý do an ninh quốc gia. Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, từ ngày 1 tháng 2 năm 2017 đến ngày 15 tháng 10 năm 2018, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đã cấp 336.932 thị thực điện tử cho người nước ngoài. Báo Tuổi Trẻ trích lời Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Quốc hội hôm 5 tháng 11 rằng Việt Nam từ chối 6 người thuộc diện chưa cho nhập cảnh và 13 trường hợp vì khai không đúng sự thật khi làm thủ tục, khi bộ này áp dụng thí điểm chương trình thị thực điện tử trong 2 năm qua. Tuy nhiên, cũng báo này cho biết, 2 năm Việt Nam cũng chưa phát hiện người nước ngoài nào nhập cảnh bằng thị thực điện tử có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia hoặc có vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Truyền thông trong nước cho biết, việc thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam được thực hiện bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2017, áp dụng với công dân của 46 quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ, tại 28 cửa khẩu của Việt Nam. Thời gian qua, Việt Nam đã nhiều lần bị cáo buộc ngăn không cho một số người nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền nhập cảnh. Hai lãnh đạo nhân quyền quốc tế đã không được nhập cảnh Việt Nam khi đến dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Nam Á 2018 tại Hà Nội hồi tháng 9 vừa qua.